quốc biển hay còn gọi là chích ghé, quốc đen, quốc mốc. Bây giờ nó đã là cuối vụ, anh em phải có những bản hay, bản chuẩn đánh mới ok. Đây là bản hay nhất 2019 cuối vụ. Anh em cần liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Tiếp theo hay hơn và mới hơn.